xin rồi. Ái da, ái da, ái da, nhảy sao ấy? Trời như đu quay. Con ếch nướng à? Đây là cái bàn ạ. Cay cay. Cho ăn bánh. Cho xong. Khá ngon thật. Ngon quá. Ngon. Ngon đắng như từ gà. Nạc giòn. Giòn. Cái gì đây? Gì đây? Ôi. Ếch à? Đi phải ếch mà nướng ngon đéo ạ. Hả? Đâu? Bọc phẹt. Đéo phải. Đây rồi. Chắc nó thấy nhảy bố ông này khôn. Được gì? Chắc là thế mà ông bảo ông đi tìm cá thì ông vừa ba vừa vẫn con đâu, con đâu? Thế đéo nào ếch nó ở đôi đi không ạ? Mẹ thế đéo nào cũng còn hả? Tìm chứ, tìm đi, thế đéo nào hai còn mấy con ếch rồi. Ếch này mà nướng kiểu nướng nướng theo các cụ ngày xưa ấy nhỉ, hay phết ấy. Mưa mà hôm nay thời tiết mưa nó lên ấy. Khả năng mưa này có ếch ấy. Ủa thế đéo nào đây lại có ếch nhỉ? To, to nhỉ? Ếch mà, ếch đây. Ừ, ếch rất to. Ếch. Ếch mà. Còn không? Còn chứ. Thế đéo nào còn con nữa. Bò đấy. Ôi, à. Ôi, đây, 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 chú ở đây. Chú ở đây rồi. Ở đây rồi, đây rồi. Đây rồi. Anh bạn mình đang dọn bãi chiến trường để mổ các bạn ạ. Con ếch. Ok, phản phá đã. Quá đi à? Quay một cái một lúc, quay rất gần một lúc. Đọc ơi. Đi. Đây, đây, đây. Ba lên đây. Đây, lá chuối. Ấy. Ái da. Đập phủ đập. Ái da. Thủy 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 quái. Quả này to thế nhỉ? Úi xùi. Nướng này tuyệt vời luôn các bạn ạ. Và anh em chúng tôi sẽ làm một đồ nướng. Món nướng. Nướng này phải có que kẹp không ạ? Tí lên khi kia chặt chặt cành thông kìa. Chặt cành thông kìa. Mày quá được mà còn ấy đỡ đói. Ngon 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 ngon. Bê sạc nốt nút cái này vào cho chú nó vào. Nút chắc rồi. Wow, cháy ngay các bạn. Bỏ ra kia, cháy chắc ạ. Nào, bây giờ tẩm ướp cái này tí nhỉ. Rồi, gia vị. Và bây giờ ướp gia vị. Có rồi đây, có mà. Ông Thái ông ướp gia vị gì thì ông nói để mọi người cùng biết nhé. Chắc là có tí mì chính này. Mì hạt nêm các bạn, mì chính. Rồi, đem đi để ăn sung mà giờ phải ếch này. Quá đẳng cấp. Mì chính này. Này. Ăn ếch này chắc là tí phải có ớt thì nó đỡ tanh đúng không? Và bột canh các bạn. Hạt nêm đấy. Rồi, gia vị lấy từ gói Komi mì tôm. Quá trượt. Rồi, có dầu các bạn. Mình muốn chín.
Ok. Này cầm đấy để tôi thổi lửa lên nào. Đồng bọn của mày ở đâu không? Sát sẵn lửa. À, không chịu khai à? Biết không chịu khai. Hay mày bói mõm còn rồi. Ba con thế này tôi nghĩ là hắn còn nhiều nữa đấy ông ạ. Hả? Còn đang tra tấn nhưng mà nó giấu đồng bọn ở đâu cơ mà. Ừ. Hôm nay anh em chúng tôi một món đặc sản ếch các bạn nha. Các bạn đã từng đi ăn nhà hàng ăn nẩu ếch, ăn ếch xào xả ớt, thì hôm nay anh em chúng tôi có món ếch nướng. Ếch nướng tại một vất vả quá. Cố với cái mồm thôi. Rất ngon các bạn này. Không chịu. Và món ếch này của anh em chúng tôi thì chắc là tầm nửa tiếng là chín thôi các bạn ạ. Các cụ bảo ếch chết tại miệng đây mà nên hun thế này mà nó không chịu khai là đồng bọn ở đâu này. Rất ngon. Một món ếch rất ngon các bạn nha. Chuẩn bị có ăn rồi các bạn ạ. Chuẩn bị có ăn rồi. Và anh bạn mình đang phải quạt cho lửa nó cháy. Và anh bạn mình qua gia vị các bạn. Nước chấm ớt đầu tiên. Nước chấm món ếch các bạn nha. Món ớt đầu tiên ạ. Tỏi cà củ các bạn này. Vâng, tỏi bóc vỏ nhé các bạn nhé. Tỏi bóc vỏ. Và tí nữa anh bạn mình sẽ xả dừa nó ra các bạn. Sẽ xả dừa. Và hành này. Hành khô. Sa tế. Phải sa tế không? Sa tế nằm. Rồi, bột canh này. Bột canh, gia vị bột canh các bạn. Chấm bột canh hả? Canh cà ớt. Món ếch nướng chấm có quất đấy. Tỏi, ớt, bột canh. Quất tí nữa cho sau. Và bây giờ sẽ giã lên. Ok. Đây, quất này. Và thái quất vào các bạn. Bắt quất vào. Quất này, quất chua. Cho ra lá chuối thôi ông ơi. Tôi đói lắm rồi. Đói lắm rồi đấy. Mời anh ra lá chuối ạ. Thơm là thơm thế. Ha. Thơm. Úi giời. Đây, đem ra đây. Ây. Ui, sáng. Quá ngon. Chết đầu rồi.
thường. Ui trời. Ai chấm mắt. Ngon. Ngon lắm thôi ạ. Thật. Chấm tương ớt ngon lắm. Ngồi đây. Cực chất luôn. Ngồi chỗ này em. Đây chào mọi người. Ngon. Ngon quá. Ngon hết nhỉ. Ngon mà. Ui đói quá. Cực ngon nha các bạn nha. Ăn cả cái đùi đó. Thấm muối này. Ngon lắm. Ngon. Ngon mà. Chất lượng luôn. Đói. Đói. Nhưng mà anh em mình phải nói là món nướng vẫn cứ ngon nhỉ. Ngon. Sở trường đồ nướng. Ăn chân. Vâng, chú ăn đi. Chấm mắm này nó đỡ ấy này. Chấm mắm chấm hết. Đây nhá. Ngon quá các bạn. Rất ngon. Ngon ếch nướng ha. Đây là cái bàn ạ. Cay cay. Cho ăn bánh. Cho xong. Khá ngon thật. Ngon quá. Ngon. Ngon đáng như từ gà. Nạc như giọt. Giòn. No. Chị chấm đi. Ăn được thế mà. Ngon. Ngon quá. Thế là không có rượu rồi. Quyền. Có chi rượu ngon. Quang hoàng. Quang hoàng.